Hảo đi thôi, đúng không? Mua. Anh Ly đi phải mạnh dạn một tí nhá, không phải là đi là không nói gì là không được đâu nhá. Là đi mà mù máy cho chỗ thảo thả lũ cái gì? Cho cái gì để con dây thả lũ cho lũ đây nè. Là tiếng dữ là tiếng nhỉ? Hôm nay đi phải quyết tâm là kiếm bằng được người yêu đấy. Tha có tao không có đồ thông nổ á. Chỉ tao là lựa chọn chỉ thả đấy. À đấy, phải chia sẻ kinh nghiệm tắm gái cho anh Ly đấy. Đấy. Bác thân mến, anh em xuân thiệp với em gì? Hôm nay đang ở chỗ bản của chị Mỹ cô bác ạ. Hôm nay có lẽ là một cái nội dung đặc biệt nhất từ trước tới giờ. Đấy, hôm nay thì vào đây thì cũng có chị Mỹ sẽ đưa anh Ly sang nhà một chị gái đó. Thấy bảo là chị này cũng có tuổi rồi nhưng mà chưa có chồng. Đó, anh Ly vào đây thấy chị Mỹ nói vậy thì cũng rất là sốt ruột, sốt sắng để mà vào đây để cùng với chị Mỹ sẽ cùng sang nhà chị gái đó để xem là như thế nào. Đó, hôm nay thì đi thì cũng có một cái món quà cho anh Ly, đó là ít bánh kẹo. Đấy. Để tỏ tình. Đi quà gặp mặt, chưa biết là như thế nào. Thế nhưng mà cũng phải đi để gặp mặt cái đá, anh Ly nhỉ? Thế nhưng mà hôm nay là mặc quần áo là chưa được xịn mấy nhá. Nó nhìn hai khác nhỉ, chỉ cho nó đáo nào bây giờ. Phải quần lên áo trá. Đáng nghe đi gặp mặt người yêu lại phải sư vin các kiểu vào đấy. Hà Lý á? Nhưng mà sao chúng ta? Hà Lý bảo là lần này đi gặp mặt thôi. Lần sau nếu mà nó thích rồi thì mình sẽ mặc quần trên áo, một quần đắn áo, quần chán áo đen. Ấy, để lần đầu tiên này mới là lấy ấn tượng trước chứ. Chứ gì anh ấy bảo lần sau thì biết có lần sau hay không. Bây giờ mình lần đầu tiên ra mắt hẹn hò gặp mặt nhau thì phải ăn mặc cho nó chỉnh chu một tí. Để ý thì là giai đoạn đầu tiên đấy. Nó phải ghi điểm từ giai đoạn đầu tiên mới được chứ. Nhưng mà xin một số xe rồi. Ôi dồi, đi xa thế à? Chị Mỹ bảo phải đi một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Cô không biết là ở chỗ nào nữa. Sao đến nơi chưa chị? Đó là chỗ đó. Không bảo là con chưa đến phải đi một lúc nữa. Trời ơi. Nhưng mà không sao. Tất cả vì anh Ly nhé. Chị Mỹ hôm nay đưa anh Ly đi là phải hộ anh nói một hai câu nhé. Nó nhé, cho tụi lì mù má bác tụi lì tha với lò thế mấy. Chị vâng, Mỹ vâng. Sẵn sàng giúp đỡ anh đi. Sẵn sàng giúp đỡ à? Vâng. Nhớ chơi thừa. Nhà nào? Nhà này luôn đấy. Nhà này á? Vâng. Đến nơi đấy anh ạ. Trời ơi. Hả? Anh lập lại chanh à? Ấy, anh Ly bảo là sao đến đây mà cái tim nó đập nhanh thế? Ôi dồi, tim đập nhanh á? Ni là? Hả? Đây, nhà này chị Mỹ đi vào nhà trước rồi. Có ai nhà không? Hả? Đâu đi vào nên nào anh Ly? Vào nào. Hả? Ồ, thế này thì thế thì chị Mỹ giới thiệu bảo là còn trẻ cơ tơ là ba mấy 40 tuổi ấy. Nhìn như thế này thì khác gì là bà đâu mà. À tu à nè tí tu nè mẹ nè tí sao luôn nè vậy tu sửa bây giờ. Ừ mà nhỉ chị nhỉ? Sao thì chị ta bỏ à? Anh Ly bảo là cứ nghĩ là trẻ trẻ bây giờ mới thấy là không thích nữa. Anh Ly bảo là thôi đi về thôi. Đi đâu anh? Ông ơi chị. Anh Ly bảo là anh Ly không thích, anh Ly đi về thôi. Đi về á? Nhưng mà từ từ đã sang đây thì cũng phải đứng nói chuyện một tí để xem là như thế nào thì mình mới hãng về sau. Chị nhẹ rồi, cả lò, cả lưới lò. Cả lưới lò cho mấy bó thang rồi cho mà mù. Không thích thì tôi mình nói chuyện người ta thì về đây để hiểu cho, xem thế nào đã chứ. Cho người ta một ít kẹo để người ta hài lòng á, giờ mình đúng đi rồi về. Mang kẹo vào đây chơi còn cầm kẹo về thế á. Nhá đi mà chính nhà mà hài lấy lỏ lại tục xíu rồi dù. Chà tôi khá là dư lý tục. Nhà này bây giờ còn ai nhà không hả chị? Đi bố mất này cho từ từ nhá chứ. À có một em gái ở nhà. Có một em gái ở nhà. Vâng. Thế có lẽ mình sẽ tìm hiểu. Cứ vào nhà nói chuyện. Em hỏi chứ. Đã đến đây rồi thì cũng phải. Em hỏi luôn chứ. Xin chào em gái. Xin chào. Ít tuổi Thế tên em gái này là như thế nào? Nhà này là đây là cháu gái cô đây à hay như nào?
Tony anh đi chân chân này đi chân này thao á à? À đây là cô, đây là cô của nhà mình ý gì? Vâng. À nhưng mà chính xác cô này thì bao nhiêu tuổi rồi? 46, 47 á? À 46, 47 cũng bằng tuổi anh Ly thôi. Nhớ thì mình thôi, giờ Ninh lấy cô đi, chỉ tao lào thế nào. Lão bèn nè, thao, thao lão lão bèn rồi. À, à, bây giờ, giờ chân này chỉ cho trước hôm nay bây giờ. Ấy u, cũng mỏng răng hết rồi. Hả? Thì bảo không được đâu. Con này cũng 46, 47 nhưng bằng tuổi anh Ly thôi, nhưng mà không hiểu là hình như là không được, mình mất anh ạ. Cái hoàn cảnh anh như nào lắm. Thế cô này từ trước đến giờ là chưa lấy chồng hả em gái? Có lọ non mình chị, em hỏi một tí, anh hỏi thăm một tí. Có lọ non mình chị. Không xấu hổ đâu. Không ngại đâu. Lấy một gói kẹo cho cháu đi. Mới bắt thắt ra tụi mình nhiều mà. Ý. Nên cho lọ non mình cho nhau đi chơi, cứ giữ kẹo làm gì. Ôi trời ơi. Anh Ly bảo là lông tông hết cả người. Lông tông hết cả người á. Bây giờ là không biết nói như thế nào rồi à? À chị bác hơi yêu một chết là hơi nhóc vậy à? Anh Ly bảo là giờ hết cả người, không biết là nên đi hay là nên về nữa. Giờ hết cả người á. Thôi cái thì cái, đã đến đây rồi thì mình cứ lịch sự tí, mình cứ ở lại nói chuyện hỏi thăm gia đình như thế nào đã. Còn là chứ gì đã muốn chạy ngay thì đấy là chị lo rồi. Còn không còn run hết cả tay, còn không biết đang cởi chạy hư bây giờ. Thật lòng thật lòng các chạy nhớ này bây giờ. Lúc nào tới giờ nhớ sao tổ nữa. Anh Ly bảo là lần đi tăng ấy này là run nhất. Run nhất á. Vâng. Nên là Anh Ly bảo là bóc kẹo còn không bóc được. Hay, mất phải thật cho mình nhỏ này. Ủa, mình cho, nhỏ cho cháu đây, cho các cháu một gói. Tính ra gói kẹo này là đi bảo là gặp người yêu là dành tặng người yêu đấy. Mất rồi. Chị... Cứ cho cháu đây, cho em gái một gói. Tao muốn cố được này tí. Thế có một gói có cho... cho chị gái này không? Mấy bọn mà sẽ mua bút được bao nhiêu ít rồi à? Mấy gì thì auto thấy rồi nữa chứ? Mà thà đi chơi với nhau thà luôn ấy. Thà chứ. Chỉ thà mình chơi bút bao thà được bao nhiêu chứ? Tao mà có yêu nó thì bao nhiêu chứ? Ôi trời, lâu đâu. Anh bảo là anh Ly cho có kẹo cho cô là anh Ly phải nói chuyện, còn không là một tí là cô theo anh Ly về. Anh Ly bảo ư từ từ về nhà hỏi mẹ đã. Không sao đâu, về nhà hỏi ý kiến của mẹ có thích đã. Hay không thì thôi, đã vào đây thì có quà cứ tặng cho chị gái một gói kẹo cũng được mà, không sao đâu, cho các cháu. Cô tôi phải bó thà tôi phải đi tôi xếp ở tôi thấy rồi chẳng phong nó một phong phong mà sống bỏ nó thô tê với mà thà được với thà đi chà. Ở chỉ tham gia phát đại mua, mỗi phát thao cho sổ tôi chơi chùa thì xưa. Mà thế là chị Mì bảo là hơn 40 tuổi thì cũng phải thôi, thì cũng em gái này là cũng bảo 46, 47 tuổi, nhưng mà so mấy tuổi thì nhìn nó già lắm, anh ạ. Thì 46, 47 tuổi thì cũng bằng tuổi anh đấy. Anh thì năm nay là cũng 46, 47 tuổi rồi gì phải không? À cả chồng tiếp lát trở xa chồng dẹp lát gì chồng thế nhở? Cô này vẫn còn làm khỏe lắm. Vẫn còn làm khỏe. Nếu các kiểu là em cô này là làm hết đấy. Anh Ly thế nhưng mà trông già rồi. Thảo Ly đã là Ly vơ. Phao mẹ tiệt thì tụi phao nó hai chừng ô tao mới chừng cần gầu đây đấy. Chào chị chửi đấy con ý. Đây hỏi em gái này một chút này. Vâng. Thế nên đây là cô nhà mình là vẫn cứ ở như này là vẫn chưa lấy một lần chồng nào hả em gái? Chưa. Chưa. Nên chị ta mua vào đồ phải ạ. Tôi tin là nên chỉ là mong bọn này đâu tiếp ấy. Chị, tôi chơi ý à. Thì tao. À, không bảo là cô chưa có bạn đời nào, gọi là chưa vắt vai lần nào ấy. Mà, nhưng mà thôi, có lẽ thì là cũng sẽ đưa Ali đi tiếp cận nhưng mới hơn. Do là ở đây thì nhì có vẻ như là cũng không được... không được ổn rồi. Ổn rồi. Đi về đây vậy. Đi về đây nhá. Đi về chị Mỹ. Em một chế à? Một chế á. Mà tôi tận thì tôi thảo, chỉ thảo nếu mà một chế à. Thảo, tôi đã là tôi sai con rồi mà có chỉ cả đấy chị tôi đã là một chế đó. Ai, uý xem một chế à? Nhớ nè đây. Ôi, nắng quá.
cái này thì đúng là thế thôi anh ạ, mình đi về thôi. Chứ còn em thấy là cũng không ổn tí nào đâu. Đấy, tại vì là cũng bằng tuổi anh đấy, nhưng mà chắc là cái số vất vả như nào nhìn nó già thế thôi anh ạ. Đấy, bây giờ khả năng là theo em quan sát thì bà này cũng không được minh mẫn cho lắm. Tuần này chỉ chống anh bể. Một chế. Đấy, thì chưa được gặp mặt này cứ hào hứng đi. Bây giờ gặp mặt rồi thấy thế nào, anh thấy thế nào? Cho anh em biết nào. Anh dọn gì mà dọn xe này anh chỉ đạo sao này trả thế khai bếp bao xem chỉ cả cứ xem chỉ nhẹ thôi chỉ nhẹ thôi rồi anh Lý bảo là chưa gặp thì thích lắm nhưng mà gặp xong thì anh Lý cảm thấy là có cái gì đó nó không hài lòng. Không hài lòng à? Cái này chị Mỹ quảng cáo thôi chứ còn chị Mỹ cứ bảo là còn trẻ lắm, 30-40 tuổi thôi. Ồ. À thiệt luôn, đi dùng lý tôi bóc lì nhớ. Lúc tư hơn chị thì nó có rồi, chị lùa tí đấy, nó bảo là thì không được đâu nhá, chị Mỹ nhá. Cũng cảm ơn chị đã đưa bọn em sang đây, nhưng mà chị đưa sang đây như thế thì em thấy là cũng không ổn, không được. Tôi lấy máy anh Ly thì cũng có tuổi rồi, thế nhưng mà cũng muốn có một người vợ nó được đàng hoàng hẳn hoi ấy. Chị bảo là ở trong xóm là chỉ có cô đấy một mình thôi, không mình còn nữa rồi. Thôi mình đi về thôi, không được thì mình về thôi, không phải lo nghĩ gì đâu anh nhá. Em một chết hả? Anh Ly là vợ về lắm rồi. Cứ đàng hoàng mình đang về đang nắng cái này. Còn còn trong mình gì? Có cái gì đâu mình không thích thì thôi. Cứ nói người ta đàng hoàng xong mình đi. Nói người ta bằng đàng hoàng mình đang đi. Chứ gì vào nhìn thấy cái đã muốn quay xe đi vắng ngắt thế này, cả kẹo mua cho để vào tặng các cháu, tặng cho chị gái đấy thì cũng cứ thế mà cầm về luôn. Mình là người lớn rồi, mình cứ đàng hoàng, mình sợ cái gì, không lo đâu nhá. Nhưng mà mình cứ đi xem này, cảm thấy mình ưng thì được, mà không thì thôi. Có ai bắt ép mình đâu, chả ai giữ mình cả. Nhưng mà chị mù á. Chỉ tốt hơn, muốn theo dõi xuống anh chị. Theo dõi xuống anh chị, tiếc tranh. Là anh mình đi về thôi. Đi về thôi chị Mỹ, cũng cảm ơn chị nhá. Em một chai hả? Bây giờ anh em mình đi về nhá anh nhá. Không phải lo nghĩ cái gì đâu. Đấy, tại anh cứ sốt sáng quá, đâm ra là anh em mới vào đây để bảo chị Mỹ đưa đi để xem mặt một lần, để xem là người nó như thế nào thôi. Chứ thực ra mà nói, nếu mà anh em biết trước như thế thì cũng không bao giờ đưa anh vào những cái người như thế cả. Chứ còn nói thì cũng không phải là phân biệt nọ kia của bác. Thế nhưng mà bà ấy cũng gọi là 46-47 tuổi thôi. Thế nhưng mà do là phụ nữ ở trên này nó chắc là nó vất vả làm lũ như nào đấy. Đấy, nhìn nó mới già thế thôi. Ý là tổng tâm là thích báo thêm một số. Báo mà chỉ một số tổng lâu hết chẳng hình rồi. Ôi nè. Nhớ mà báo sao thì giòn thì sao thì xe lão mấy bé chả xong thì sao thì xe hết sức khổ nữa. Lột lão giờ tôi mấy khu chỉ bắt thằng lùi chim. Anh Lý bảo là cũng lần trước vào đây thì nhà chị Mỹ là chị Mỹ cũng có giới thiệu qua là chỉ đâu đó là 30 tuổi thôi. Nên là anh Lý cứ gọi là âm thầm là thích ấy. Nên là mít đồ về đây bà được. Hôm nay mới đi gặp mà là lại giống như là như thế kia, mà nói chuyện cũng không thành tiếng. Đúng rồi. Thì là anh Ly bảo là biết là như thế này, anh Ly cũng không vào đây. Ai biết trước được, anh em còn chưa biết đi. Thế là cứ thấy chị Mỹ kia nói bảo là cứ tầm 30 tuổi thì cứ nghĩ là còn trẻ lắm đúng không? Nếu hai thì bây giờ xong rồi, sao thì chẳng hồi đó. Sao thì chẳng hồi nè. Tôi yêu một trần người thả chứ, dạy tôi mì quá, chỉ thả được. Bắt thả luôn. Đấy. Do là anh ạ. Cũng điện thoại của em cũng hỏng ấy, sáng nay với lại hôm qua anh Ly cũng đòi rất là nhiều. Bà đi vào đây bà được, nhưng em cũng không biết cách nào để gọi là liên lạc với anh. Thì là hôm nay thì mới gặp anh Ly ở trên kia, thì mới gặp anh em mình đã đi trên đường, mới bảo là hôm nay phải vào đây bà được ấy. Nếu mà anh Ly không bảo thế thì chắc là hôm nay anh mình cũng chưa vào đây. Hôm nay thì anh em cũng chưa có lịch vào đây. Vâng. Vì là trước thì nhà chị Mỹ anh em cũng mới vào thôi. Đó, nên là hôm nay thì anh Ly cứ đòi bảo là quyết định vào đây để đi xem mặt bằng được thôi, nhưng mà không sao, cái này thì mình xem mắt để cho biết chứ không là chưa ai biết trước được điều gì cả anh ạ. Anh cũng không biết mà em cũng không biết, cái này chỉ cũng qua sự giới thiệu của chị Mỹ thôi, nên là em cũng nghĩ là bà ấy bảo là tầm khoảng 30 hay 30 tuổi gì đó, thì cũng nghĩ là người trẻ nó đã được đàng hoàng. Thế nhưng mà cũng phải vào xem một lần để cho biết, để anh chứ đỡ ngóng. Chứ còn như thế kia thì đúng ra thì em cũng không vào luôn anh ạ. Không vào luôn. Đấy, vào để mất việc, mất công. Trời nắng chang chang cái này.
Vâng. Nam mô cô hồ tảnh mẫu tên liệt rồi. Ồ. Hôm qua anh Ly bắt em gọi cho anh cả ngày đấy. Nhưng mà do em điện thoại của em đang lấy đi sửa, lấy đi sửa ở khóa người ta chưa lấy về. Nên là không điện được cho anh. Nên là hôm nay là gặp anh Ly bất ngờ đây là phải bảo anh em mình vào đây cắt tóc luôn. Mà kết quả nó không như anh Ly muốn. Không được mong muốn. Lịch thay là Ly quốc rồi chứ. Nhau mà. Anh Ly bảo là ui đi nghe nó cái tiếng như kiểu là con mèo kêu mà mình không hiểu. Bà ấy nói hơi ngọng ngọng. Hơi ngọng. Tức là chắc là có một cái khiếm khuyết như thế thì nên là mới không ai lấy. Đúng rồi, mới ở đến thời điểm này. Thời điểm này. Đấy, thì anh em cũng muốn cứ nghĩ là nó trẻ trung như thế nào cơ. Anh do là anh mình cũng chưa biết, chưa gặp mặt bao giờ nữa. Gặp mặt bao giờ. Nên là cũng chỉ qua sự giới thiệu của chị Mỹ thôi. Anh Liệ, từ hôm nay là mình sẽ không vào đây nữa. Khuyên anh một điều như vậy. Vào đây thì mình chỉ vào những hoàn cảnh mình đi chia sẻ giúp đỡ thôi. Đúng rồi. Vào đấy không gặp bà cô kia nữa. Chỉ chính chí chúng ta là theo em thì cũng anh cũng không nên vào làm cái gì cả. Đúng rồi. Mình đi một lần để cho biết thôi. Anh mà vào cứ vào nhiều có khi người ta để ý đến mình, người ta theo mình về nhà là chết đấy. Nhớ là mình chỉ mù này nhá. Mình đồng ý thì người ta mới về được chứ. Chứ như thế này thì cũng chả ai đồng ý để cho về đâu, đúng không anh? Bỏ đi. Xa xanh là cho cô với một chê. Về đây mình chào ông bà, sau là mình đi về thôi. Cháu chào ông bà. Cháu chào ông bà. Chúng cháu đi về thôi. Chúng cháu đi về thôi. Chúc ông bà thân nhiều sức khỏe. Chúc ông bà thân nhiều sức khỏe. Rồi, thế thì hôm nay được đòi vào đây bằng được, thế hôm nay em đưa vào đây thì như thế đã hài lòng chưa? Hài lòng chưa? Hài lòng á. Hài lòng rồi á. Nghĩa là đưa đi được nhìn thấy mặt thế là hài lòng rồi. Hài lòng. Chứ còn thấy như thế thì anh cũng là không thể chấp nhận được. Vâng. Nói thẳng ra là anh không thích. Vâng. Cái đấy thì nói chung là anh em cũng không muốn là anh lấy được những người vợ như thế cả các bác. Đó là qua cái sự giới thiệu anh em không biết trước ấy. Nó biết trước thì anh em không đưa vào đấy. Vâng. Thôi bây giờ anh em mình đi về thôi nhé. Vâng. Tiền nắng quá. Một xe hả? Một xe. Bye bye. Bye bye. Chào.